nay thì trở lại với kênh YouTube của mình là Thủy muốn khoe với mọi người ba chuyện. Chuyện thứ nhất đó là các bạn có nhìn thấy Thủy có cái gì khác không? Cái đó là hôm nay Thủy mới cắt tóc mới nè. Bình thường tóc Thủy dài hơn, giờ Thủy chỉ cắt kiểu một chút xíu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai của Thủy đó là hôm nay Thủy được offer một chiếc giỏ special của đầu năm 2021. Đó là chuyện thứ hai. Còn chuyện thứ ba nữa là Thủy đi shopping, Thủy thấy trong tiệm có nhiều thứ Thủy muốn quá, cho nên là Thủy hốt về luôn để tối nay khoe cùng các bạn trong cái clip này ha. Bây giờ mình chuẩn bị, Thủy chuẩn bị khoe những món quà. Cái món quà thứ nhất khoe là mọi người thấy tóc rồi đúng không? Bây giờ đến video vấn đề thứ hai, đó là món quà thứ hai. Đúng ra là Thủy tính là Thủy sẽ open cái hộp special trước tiên, nhưng mà bây giờ Thủy suy nghĩ kỹ rồi, Thủy chỉ khui những cái phụ thuộc thôi, theo với cái giỏ thôi. Còn cái mà chính của tối nay á, nhân vật chính của tối nay á, thì sẽ ra cuối cùng cho các bạn nhìn thấy. Bây giờ Thủy chọn một món quà, Thủy sẽ khui trước tiên ha. Còn cái món đặc biệt thì nói là Thủy sẽ để sau cùng. Bây giờ Thủy sẽ khui cái hộp nhỏ nhất. Chắc là các bạn cũng đoán biết trong cái hộp này nó là cái gì ra, nhưng mà các bạn không biết chính xác nó là cái gì thôi đúng không? Sao nhiều lần đập hộp rồi mà sao lúc nào kéo sợi dây thì cũng hồi hộp là sao? Cái feeling này nó hơi buồn một chút á. Ready chưa các bạn? Đây là một cái charm của chiếc giáp màu vàng có hình chữ H, logo chữ H. Đầu năm mà Thủy đã đi chọn chiếc giáp rồi, chứng tỏ năm nay là Thủy sẽ đi shopping nhiều lắm luôn á. Chiếc giáp tượng trưng cho mình đi nè. Cái này là flat và là đi shopping dễ lắm luôn á. Cho nên là chọn chưa chi nó đã có ý nghĩa rồi đó. Cho ý nghĩa đầu năm 2021 là Thủy sẽ shopping nhiều lắm đây. Đây là một cái charm ha. Món này Thủy chọn nó cũng có việc làm của nó, chứ không phải là Thủy chỉ chọn chơi đâu. Nhưng mà các bạn chờ cho tới the end, các bạn sẽ biết việc làm của nó là như thế nào. Bây giờ Thủy sẽ khui món thứ hai. Đây, giờ Thủy sẽ mở cho các bạn xem là Thủy đã chọn cái gì. Không có gì đặc biệt cả, nhưng mà đây là một đôi flip flop. Tại sao Thủy không có chọn da? Đó là cái lý do Thủy thích bằng plastic như vậy á. Tại vì con Thủy là hàng năm á, tụi nó đi vô hồ bơi là hầu hết như là everyday, mỗi ngày luôn. Ba đứa con Thủy là nó đi bơi mỗi ngày, cho nên là Thủy không có dám chọn đôi dép bằng da cho mình đi thường. Mà Thủy rất là thích cái đôi dép này, thì mình có thể là đi trong nước nó mình không có lo lắng gì hết. Đó là lý do tại sao Thủy chọn. Mà Thủy chọn màu đen á, nó có tới 3 màu lẫn, nhưng mà Thủy chỉ chọn màu đen này là tại vì nó đi với tất cả mọi thứ của mình, nó rất là dễ dàng phối đồ, cho nên đó là Thủy chọn cái đôi dép này thôi. Lý do chọn đôi dép mũ là nó có lý do đặc biệt của nó là đi vô nước cho dễ, và đi với con thì nó cũng comfortable nữa, nó không có gì hết. Cho nên là thì chọn đôi dép này nó là như vậy thôi. Một đôi dép. Bây giờ mình đi tới món thứ ba. Món thứ ba thì muốn khui cái này. Em có thể tới gần để cho chị khui cái hộp cho nó hồi hộp chút không em? Cho các bạn thấy gần hơn mà. Đây, lại một cái túi nữa. Các bạn đoán thử có thể nào là lấy cái gì ra? Lại là
là một đôi dép mũ nữa. Nhưng mà tại vì Thủy có, Thủy thích cái màu turquoise lắm. Thủy có rất là nhiều quần legging, quần short hay là skirt đồ. Most là Thủy có màu này nhiều. Cho nên lúc mà Thủy thấy được đôi dép này là Thủy rất là thích. Là Thủy trong đầu là Thủy nói là Thủy sẽ lấy hai màu. Cho nên là Thủy cuối cùng Thủy đã chọn cái màu turquoise này. Là tại vì Thủy có nhiều đồ matching quá, cho nên là Thủy đã chọn đôi dép này cũng dùng để đi với con cho nó tiện luôn. Đó là hai đôi ha. Đó là ba cái món quà phụ thuộc trong cái món chính của Thủy. Bây giờ Thủy tới món thứ tư ha. Món thứ tư này thật sự là Thủy không có phải làm mua hôm nay đâu nha các bạn. Cái món thứ tư này Thủy đã collection trong năm 2020 nhưng mà Thủy không có cơ hội. Thủy chỉ nói sơ qua trong cái bộ sưu tập năm 2020 của Thủy, Thủy chỉ đi lướt sơ qua thôi. Cho nên hôm nay Thủy suy nghĩ lại, Thủy lướt lại hết đồ thì Thủy nghĩ là Thủy nên lấy cái giỏ này ra gửi tới các bạn những cái detail chính của cái giỏ. Chứ Thủy không có muốn là đi phớt qua. Nhiều bạn cũng nói thẳng là nhìn chưa có kỹ chiếc giỏ này của Thủy, nhưng mà chiếc giỏ này nó rất là dễ thương và nó rất là fashion. Cho nên là bây giờ mình sẽ cùng open một lần nữa cho nó nhìn kỹ cái detail. Bây giờ Thủy sẽ yêu cầu cái camera của Thủy tới gần hơn một chút để cho chiếu chiếc giỏ này nó kỹ hơn cho các bạn nhìn từ cái màu cho tới kiểu ha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Rồi bây giờ mình cùng open đi. Cái chiếc túi này nó có cái tên gọi là Vero. Nhưng mà cái màu hồng này á là cái màu hồng của mùa spring năm 2020. Cái màu hồng này nó rất là ngọt. Nhưng mà các bạn thông thường thì các bạn đã thấy nó ở trên online, các bạn có thể thấy. Nhưng mà trên online thì hiếm lắm nó sẽ không xuất hiện màu này. Và nó cũng không có xuất hiện với một cái sợi dây màu mà đi cùng như thế này. Tại vì cái này nó cũng là nằm trong những cái dạng mình được special, giống như là mình có người sale người ta giữ hàng cho mình, hoặc là người ta offer cho mình những cái đặc biệt hơn những cái trong mạng có, thì mình mới cảm giác đó là special. Cái lý do mới đầu thì nhìn cái Vero này thì không có thích, nhưng mà cuối cùng thì quyết định mua nó là bởi tại vì tất cả những cái dạng giỏ trên các hiệu luôn thì chưa có thấy ai mà làm cái ổ khóa như vậy hết. Cái ổ khóa này các bạn biết thì mới đầu thì nhìn thì cho là ổ khóa của hotel á. Các bạn đi hotel các bạn biết là mình hay có cái lock qua, security lock đó đúng không? Thì xong thì nhìn thì nói cái này sao nó giống cái security lock của hotel quá. Thì Thủy không có thích lắm, thì chỉ lướt qua sơ thôi. Nhưng mà tới hồi cái người sale của Thủy thì họ send cho Thủy cái hình của cái giỏ này, thì Thủy nghiên cứu thì suy nghĩ lại, nói mình phải chọn một cái gì đó nhìn gọi là nó khác lạ một chút, chứ còn nếu mình chọn cái khóa nào nó cũng giống nhau thì nó không có gì gọi là collection cả. Cho nên cuối cùng là Thủy đã quyết định bưng em bé này về nhà, là ở cái lý do hai cái Thủy chọn. Thứ nhất là màu, thứ hai là cái khóa lạ, và thứ ba đó là sợi dây. Chút nữa Thủy sẽ đeo lên cho các bạn nhìn cái kiểu đeo của nó rất là fashion. Bây giờ Thủy muốn cho các bạn nhìn inside của nó ha. Nó có hai cái ngăn. Một cái ngăn nhỏ này mình có thể đựng những cái tờ giấy nhỏ hoặc là lúc mình đi đâu. Còn cái này thì mình có thể bỏ được, cũng Thủy nhắm cũng có thể bỏ được cái phone. Nhưng mà thông thường thì không bỏ phone trong này, thì mình có thể bỏ lipstick hay là mình bỏ credit card, mình có bỏ, nó cũng có thể là có nhiều room lắm á. Nhưng mà mình chỉ bỏ những thứ đồ mà mình sử dụng trong cái ngày đó mình đi thôi, chứ nó không có phải là cái túi, nó không có phải là cái túi mình đi làm hay là cái gì hết. Cho nên là đây là cái khóa của nó ha. Đó, các bạn thấy nó rất đơn giản mà nó quá cute đi. Cho nên là Thủy đã lấy. Nhưng mà cái này á, sợi dây này bạn không có mở ra được nha. Nó dính liền, nó như vậy luôn. Là mình chỉ vĩnh viễn mình chỉ phải đeo như vậy, chứ mình không có loại, có cái loại chain mình có thể open được. Nhưng mà cái này là không, họ build in như vậy luôn. Mà cái màu này thì nó rất là ngọt ngào và dễ thương.
Chứ các bạn có coi qua cái Valentine Open Box của Thủy là em thì nó biết thì có chiếc giỏ màu hồng này mà Thủy đi kiếm ở trong, em mặc cái màu hồng này cho matching với lại cái giỏ thì Thủy kiếm hoài không có. Cuối cùng á là em gái Thủy đã tặng cho Thủy trong cái ngày Valentine một đôi sandal Valentino, nó có cấu kết hai màu, thứ nhất là màu hồng giống như vậy và thứ hai nó có màu trắng. Thủy rất là happy là để Thủy dùng với chiếc giỏ này, cho nên lúc trong cái Valentine Thủy có nói sơ qua là Thủy có một chiếc giỏ sẽ đi cùng với đôi giày, mà hôm nay Thủy không có giới thiệu lại đôi giày, là Thủy chỉ nhắc là các bạn có coi qua cái Valentine Open Box của Thủy là các bạn sẽ biết Thủy đã có đôi giày màu hồng, nhưng mà nó không có xem hiểu, nó là của Valentino thôi. Cái giỏ này là Thủy đeo ra được hai kiểu ha, nhưng mà đeo như vậy thì Thủy thấy nó ngắn quá. Bây giờ cái người main chính trong đêm nay mới xuất hiện. Bây giờ Thủy sẽ cho cái cô hoa hậu này xuất hiện tối hôm nay. Cho nên Thủy mới chờ là đoạn cuối của clip Thủy mới đưa cục cưng của Thủy ra được. Thật sự cái này là Thủy rất là thích. Mình cùng hồi hộp nha. Đây là một cái Birkin 25 Tut Cross Caramel Togo Leather, Caramel Color Togo Leather. Cái Birkin này á, là Thủy được biết á, là một năm á, cái local store của Thủy họ chỉ nhận được một hoặc hai cái là maximum. Nhưng mà hai năm nay á, Thủy được người ta cho biết á, là nó chưa về store trong 2 năm vừa rồi, là local của Thủy ở đây. Thì năm nay á, là cái này là cái đầu tiên của năm 2021 mà Thủy được offer cái này, là Thủy rất là happy. Tại vì thứ nhất á, các bạn biết là cái Tut Cross á, thì người ta nói nó rất là khó. Cái thứ hai nữa Thủy hên đó là cái màu này nó rất là hợp với tuổi của Thủy luôn. Và thứ ba là các bạn biết là mình mua một cái giỏ cho long term thì nhiều khi mình cũng muốn cái màu nó có thể đi với tất cả mọi thứ, nhìn nó có vẻ sang trọng quý phái, hoặc là nó có thể dễ phối với những bộ áo quần của mình khi đi ra ngoài. Cho nên lúc mà Thủy được nhìn thấy chiếc giỏ này rồi là Thủy nói yes, I get it. Bây giờ thì các bạn đã chiêm ngưỡng outside rồi ha, bây giờ Thủy muốn mời các bạn đi inside chiếc giỏ của Thủy đi. Cái thứ hai nữa đó là Thủy được một cái là gold hardware. Nó đi rất là matching với lại shiny Tut Cross như vậy. And then cái Togo and Caramel thì thật sự là design phối thì không có ai chê được cả. Nhưng mà cái này là nó đi một cách Thủy phải nói là quá hoàn hảo trong một chiếc giỏ. Nhiều khi như vậy có nhiều người họ chỉ được cái khóa này á là màu trắng thôi, không được màu vàng. Nhưng mà Thủy thì Thủy được luôn màu vàng.
cộng shiny, cộng toggle and caramel color. Cho nên cái màu này và cái size này là nó rất là hiếm các bạn. Mới đầu Thủy nghĩ là Thủy nói là Thủy mua một năm nay Thủy được cái Birkin là Thủy sẽ nói với người sale Thủy sẽ chọn một cái Tilly và một cái charm ngồi đó Thủy sẽ thắt luôn. Nhưng mà lúc mà Thủy nhận được chiếc giỏ này, các bạn biết người sale của Thủy nói sao? You don't need a Tilly. This is Tuttcroft. You don't need a Tilly, okay? Xong rồi nói, yeah. Thủy nói vậy là Thủy quyết định Thủy đã không có mua cái Tilly. Nhưng mà đầu cái clip này Thủy đã show với các bạn, đó là Thủy nói mình mua chiếc dép để Thủy đi shopping đó. Nhưng mà thật sự không phải là chiếc dép đi shopping. Nhưng mà chiếc dép đó thì Thủy cũng được người sale của Thủy họ ưu tiên, họ giữ lại cho Thủy. Nhưng mà Thủy không có nói chi tiết là người ta giữ cho Thủy, là nói Thủy shopping. Nhưng mà họ giữ cho Thủy tại vì họ biết cái sở thích của Thủy màu gì và Thủy muốn Thủy wish màu gì. Cho nên họ đã giữ cho Thủy cái chiếc dép đó, cái màu vàng. Mà cái nền của nó cũng là caramel color, màu brown, cho nên là hai cái cộng lại nó phối hợp nó rất là đẹp. Thì bây giờ Thủy muốn giới thiệu cho các bạn coi inside cái Tuttcroft của trước. Rồi sau đó Thủy sẽ bỏ cái charm lên and then Thủy sẽ làm model cho các bạn coi. Bây giờ mình cùng nhau đi khám phá bên trong ha các bạn. Tay Thủy làm hơi nhẹ nhàng một chút là tại vì mới quá cho nên Thủy còn cưng lắm. Thủy đã nói là cục cưng của Thủy năm nay mà. Nó còn cứng lắm các bạn ơi. Cho nên Thủy mở nó cũng hơi khó một chút. Rồi xong. Đây là hai cái tay ha. Rồi cái này là bên trong của chiếc giỏ thì sẽ ở bên trong nó còn một cái bên trong cái room nó cũng rất là lớn các bạn. Nó có một cái size zip để có thể mình bỏ những thứ nhỏ sợ rớt ha. Còn có hai cái pocket nhỏ và inside. Đó là cái giỏ vậy. Còn cái này á, nó là một cái charm hardware gold. Đây là cái key của nó. Bây giờ Thủy sẽ bỏ, sẽ xây đằng sau lại cho các bạn chiêm ngưỡng cái giỏ đằng sau của Thủy. Rồi Thủy sẽ, bây giờ Thủy chuẩn bị điệu cho nó nè. Sẽ đeo cái này vô bên này. Rồi bây giờ Thủy sẽ kiếm chiếc dép. Cái charm của Thủy ở đâu? Nè các bạn nhìn coi, thấy nó hạp không? Nó đẹp quá đúng không? Xuất sắc không? Quá xuất sắc. Vậy được không? Em nghĩ dài đẹp hơn á. Em nghĩ dài đẹp hơn, ok. Vậy để chị đổi dài lại cho nó hoàn hảo hơn. Tại vì nhiều khi chị nghĩ thắt ngắn nó ok. Cái dài đẹp đúng không? Đúng rồi, cái dài đẹp hơn. Ok. Thế sao? Cái cục cưng của chị hoàn hảo chưa? Yeah. Wow. So nice. Rồi bây chị giờ có thể chị turn around một vòng nữa cho em coi được không? Ok. Nó có 4 cái fish feet của nó. Để tôi khám phá inside cái giỏ coi thử nó còn cái gì nữa không nha. Chờ tôi một chút ha.
Tại vì Thủy ham cái vỏ quá, Thủy không để ý trong cái hộp của Thủy nữa. Các bạn là thông thường á, da cá sấu á, da is the crocodile hay là alligator á, là mình sẽ có đi theo một cái giấy khai sinh phụ thuộc như vậy. Thì cái giấy khai sinh này á, thì lúc mình qua hải quan hay là mình đi đâu á, thì mình phải cần nó. Ở trong cái hộp nó còn 3 thứ. Cái này là cái cuốn catalog của nó thôi, thì không có gì để nói hết. Còn cái này á, là các bạn biết là Birkin and Kelly á, always là họ tặng cho mình hai cái áo raincoat, là tất nhiên để khi mình dùng á, mình đi đâu mình có thể mang theo ở trong vỏ, nên lỡ trời mưa mình có thể trùm lại để bảo quản cái vỏ của mình không có bị nước ngấm. Đó là cái đặc biệt thứ hai ha. Còn cái về cái da thường thì Thủy không nói, nhưng mà về cái crop á, hoặc là alligator á, thì nó sẽ có đi theo phụ thuộc cho mình là một cái giấy khai sinh như vậy. Cái này nó gọi là certificate. Cái certificate thì cũng nói là khai sinh thì cũng giống như mình tưởng tượng là khai sinh của con mình, nhưng mà thật sự nó cũng giống y như vậy, là nó verify cho mình đó, là tất cả mọi thứ là check mark hết, là da là đã tẩm tẩy, tất cả mọi thứ là 100% qualify cho cái loại da để được đi trên thế giới. Thì mình mang theo cái này, một là mình có thể bỏ trong cái túi nhỏ, nhưng mà theo như Thủy suggest đó, là bây giờ ai cũng có carry cái phone cả, cho nên mình có thể chụp cái tấm này mình để trong cái phone của mình là chắc ăn nhất. Khi họ hỏi tới thì mình chỉ cần đưa cái này ra thì họ sẽ cho mình qua. Còn nếu như mà mình đi mà mình quên cái này là họ sẽ giữ cái vỏ của mình lại với tất cả nhiều lý do lắm. Cho nên là Thủy muốn nhắc nhở các bạn, nếu ai đang dùng vỏ cá sấu thì nhớ là bỏ cái này trong vỏ hoặc là chụp hình trong cái phone của mình mang theo ha. Đó là cái đặc điểm và cái cũng nói chung là hơi bất tiện cho mình một chút. Có thể nhiều khi mình đi cái mình vội quá mình quên, nhưng mà đó là một cái cách mình có thể set up trước để cho mình khỏi bị stuck trong cái vấn đề mình đi du lịch. Đó là hai thứ là Thủy cần nói. Và bây giờ cái cuối cùng của Thủy là Thủy muốn là điệu lên một chút để xách cái vỏ để cho các bạn chiêm ngưỡng của cái vỏ của Thủy đêm hôm nay. Ai là người đẹp nhất đêm nay? Đó là em Top Crop của Thủy. Người này sẽ là người đẹp nhất đêm nay.
cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian WhatsApp cái video của Thủy. Rồi Thủy gửi lời chúc tới các bạn có một đêm ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn cho cái next video để có nhiều thứ mới lạ hơn trong năm 2021. Hẹn gặp lại các bạn. See you next video. Bye.